Hàng về đầy kho nhé các bà nhá. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là ngày đầu xuân của năm 2021. Nguyễn Hiếu xin gửi tới lời chúc sức khỏe, thành công trong công việc. Và Nguyễn Hiếu cũng tranh thủ đầu năm thì một tuần hai video ngắn để gửi tới các bác đam mê sưu tầm các đồ cổ châu Âu, giới thiệu một số món hàng đầu xuân để được giao lưu cùng quý vị và các bạn. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn trước tiên là tổng quan các sản phẩm của mình hiện đang có trước mặt của các bạn. Thì sản phẩm gồm có đài radio và một số đồng hồ vai bò, như một số đồng hồ treo tường và máy đánh chữ. Nói chung về sản phẩm thì sẽ đa dạng, không cứ bất kỳ một sản phẩm nào, nhưng mà có nguồn gốc là từ châu Âu, là từ Đức. Xin giới thiệu sơ qua, trên đây thì gồm có những chiếc vai bò của hai, hoặc là có những chiếc vai bò của Dunham. Và tầng giữa có thể nhìn thấy một chiếc đài Zappa lọc cung, và đó là những chiếc đài cũng khá là có tiếng trong giới mô điệu. Đây gồm có chiếc đài AEK và AEK lọc măng, hoặc sang nữa thì còn có những chiếc đài hãng Great, cũng là một hãng khá là nổi tiếng. Đây là một dọc Great đợt này thì em về có 3 con, 2 con thì giống nhau, có thể nói là một cái hình ảnh cực đẹp. Và hay là sang nữa là một con British. Ngoài ra em sưu tầm cả cassette nữa. Vâng, đang nghe chiếc cassette của Universum de Luce, âm thanh rất là hay. Ngoài ra có đôi loa Isophone màu trắng rất đẹp, và một đôi Isophone. Và ngay trước mặt các bạn là một cái máy đánh chữ của Torpedo hoặc là Olympia màu vàng, đúng là Sunshine luôn, thương hiệu Sunshine màu vàng, phải nói là đẹp không thể không để đâu hết được. Và bên cạnh ta là một chiếc đầu đếch chạy băng sợi Siemens, và một cái âm ly Siemens. Hàng này thì khá nổi tiếng, các bạn có thể search trên mạng. Và bên cạnh là một chiếc máy đánh chữ hiệu Continental. Chiếc này đặc biệt là nó từ năm 1926. Các bạn có thể nhìn thấy trên thân máy là một chiếc Continental từ năm 1926, cũng khá là độc đáo. Ngoài ra hàng về thì cũng có cả đầu chạy đĩa nhựa Akai. Ngoài ra sau lưng em thì cũng đang dọn đồ, thì có một số đồng hồ treo tường. Và đồng hồ treo tường thì gồm các dòng như là Dunham hai mũi tên, Dunham hoa thị, hoặc là những cái dòng đời cổ gông vòng. À, và rất được mong muốn được giao lưu với quý vị và các bạn đầu xuân, xin liên hệ số điện thoại 0388 350 888 tên là Hiếu, hoặc số Zalo 0386 211 200. Xin cảm ơn và xin chào.
và hẹn được giao lưu với các bác. Xin chào.